Em ở đây đi sô cây nha anh em. Vô. Rồi ra tính tiền thôi. Nãy giờ lựa cũng được nhiêu đây. Mà mình không biết mình vô đây để mình làm gì luôn á. Thôi. Cuộc đời người có bao nhiêu là 10 năm. Sống sao sao thì khó để có người thăm. Mà tiền qua ba trả đi ba. Có kêu trả. Sao cây không có gì ăn, qua mini stop mua lửa anh em. Vô thôi. Lô chị nha, lô chị nha. Lô. Thấy tướng lý của mình không như mấy thằng đần, mấy thằng đù vậy. Vô đây mà kiếm không có gì ăn luôn là thôi khỏi luôn. Rồi vô kiếm nước uống mà không có gì luôn anh em, đứng nhảy dài đường cái. Rồi thôi. Rồi nãy giờ mình đi mà không có gì ăn gì uống nha anh em, cũng như bà sầu cây. Mà sau 8 ngày dòng này mình cũng kiếm được một món ăn nha anh em. Giờ mình cũng không biết ăn gì nên mình ăn đại. Ngon nha anh em. Ăn vô cái là cũng muốn ăn cái thứ hai nha mà không có tiền nha anh em. Ô bà kia tính tiền em À, của em là 16.000 để chị hỏi cho em, là 14.000 để chị hỏi cho em 6.000. dạ, ok chị. Gió lẹ lẹ em mắc ỉa, em về em ỉa nữa. Rồi thôi chị dục cái đơn mà em chứ mắc hiểu rồi. Ui dồi. Rồi đứng trước tiệm ta làm trò làm đất gì đây. Rồi ôm miếng anh ôm xem chú bị quýnh anh em. Ra đường mình đứng mình dòm thôi, mình buồn quá rồi. Ngồi nhìn, nhìn cảnh đời. Ngồi trước khi về anh thấy mini top trước có bánh mì gà ngon quá anh em ơi. Gọi gì nó vậy, gọi đụng xe đụng xe. Không gớt đồ anh em, đến qua mình lụm lên cho anh với chị đó nha. Trời ơi đang mua mình làm cái đùng cái hết hồn, tôi đi không nổi mà gặp mấy cảnh này nên tôi phải giúp thôi anh em ơi. Nè chị, rồi anh chị cảm ơn em. Dạ rồi đem nhảy về đường Lụm đồ xong nhảy ra nó giờ mình hoài luôn em. ê chú đụng 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 rồi chú chạy xem chiêu nữa con ốm. Vô bún mì ăn. Rồi anh dòm em quá trời luôn mà nó vô anh mua anh dòm anh tưởng quýnh em không luôn. Bởi vậy anh em tính ngủ vô ăn bánh mì thôi mà cũng bị liếc nữa. Rồi quay lại chủ đề chính luôn nha anh em. Đây là một tiệm bánh mì ở mini top đường nào mình cũng nhớ, nhưng mà gà xiên que nướng mật ong nha. Trời ơi ăn vô là chuyện quá nổi luôn. Nhanh tay ra mua thôi, bỏ 25.000 không 25.000 quẹo lửa luôn. Tủ đồ ăn của con nha mọi người, rất là hấp dẫn luôn. Mình nhìn rồi mình chịu không có nổi, muốn ăn thêm ổ hai luôn á anh em. Mà còn dù chưa ăn ổ này. Đói lắm rồi má. Anh Tùng Quang đói lắm rồi. Anh Tùng Quang ăn anh Tùng Quang đói lắm rồi. Mọi người nhà mà ăn mày cũng đủ biết độ ngon nha. Bớt cái cọng ngò là quăng. Ui dính đầu ổng rồi. Rồi, xin lỗi chú, xin lỗi. Để giai đoạn giả điên chùa miệng anh em. Trời ơi, ngon ăn mà mắt lé luôn. Ăn mà giống như chơi đá với anh em, mắt lé lên luôn. Cô hối tiền rồi để bỏ túi gọi cặp nữa nha anh em. Thêm phần, trời ơi, nó đã. Lại là cọng ngò, nhưng lần này mình nuốt luôn nha anh em. Mình có bớt mình quăng vô cái đầu ông kia nữa. Nãy là ông sẽ quay lại quýnh mình nha anh em. Cái bún mì. Ồ, anh chạy luôn. Mình cầm nó ổ, mình về, mình để dành, về mình ăn nha anh em. Khoan cặp thêm miếng nữa đi chứ mình ghiền quá anh chịu không nổi. Thôi bỏ bịch đem về chứ ăn hoài. Xem rồi. Ủa xíu ơi có anh lấy em cà rốt đi. Nó uống cà rốt phải tâm bổ nha anh em. Mình kêu xin tố cà rốt nha, tại mình uống đây uống xin tố cà rốt mà bị ngon. Mọi người có cái gì ghé cuối đường ta lựa uống ha mọi người. Ui nó ngon quá đã. Ngon dở cũng muốn nha anh em. Trong khi chờ đợi thì hôm ở đây có ghế đá hả? Cho em ngủ miếng chị. Ok em ngủ đi em. Ngủ quá ngủ xíu. Em ơi có tối là ô đâu 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 chị. Anh kia ra. Xem chút bị quýnh. Không chưa anh chưa kìa. Ủa sao chị nói có mà chưa có vậy? Cuối cùng được uống nha anh em. Anh ơi mua cho đúng. Rồi bởi vì quắc không ai vô luôn. Tiệm nào cũng vậy hết, bánh mì rồi tiệm tố không ai vô luôn chứ đường thì vẫn que. Anh vô mua. Rồi, có khách vô anh em ơi. Ủa anh này sao nhìn khó chịu gì muốn quýnh em anh. Thôi em núp rồi. Em về nha mấy ba anh.